À, xin chào các bạn, hôm nay Lý Xê Xa Tuấn Đức Chúng tôi sẽ giới thiệu các bạn một cái mẫu máy xấy tay của Xê Xa mang mềm là A803 Mẫu này thì nó được thiết kế với cái máy xấy tay có cái ngăn đựng ở bên dưới để chống thấm nước rất là tốt Và mẫu này thì nó được sử dụng nguồn điện 220V với công suất của máy là 1650W Kích thước của máy này là nó có chiều cao 47cm À, chiều rộng 25 cm và chiều sâu là 16,5 cm. À khay được à, cái khay hứng nước ở dưới giúp à, nước nó không có băng nước xuống sàn, rất là tiện dụng mà dễ sử dụng. Và sản phẩm à, à, máy tay A803 này thì nó được bảo hành 2 năm theo chính sách của hãng Caesar. À và nó cũng có một à, sợi dây điện để nối à, và sợi dây điện này nó dài lên đến 1,2 m và hiện tại thì cái sản phẩm máy chế tay CESA A803 này thì đang được bán tại đại lý CESA Tuấn Đức nếu các bạn cần mua sản phẩm này thì có thể liên hệ vào số hotline hoặc là truy cập vào website tdm.vn tại hà tuyến cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại